Ok. Ba đâu rồi mà chết được rồi.
my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack.
bọn mình vừa có một chuyến đi từ Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất về với Việt Nam của chúng ta. Mọi người ạ, hiện tại thì bọn mình đang có một cái sản phẩm vừa nhập từ cảng ở Hải Phòng mọi người nhé. Đấy, tung 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 tung. Đây là anh bên phiến quân Hồi giáo IS nhưng mà đầu quân cho bọn mình ấy. Có một chút IS, có một chút SWAT này. Đấy, anh có ý kiến gì không? Ok, tiết mục của chúng ta sẽ bắt đầu nào. Tung 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 tung. À ha, hỗ trợ anh nhá. Để hôm nay chỉ mỗi 16 ở đấy thôi. Tung. Đi để sát, để sát ở trung tiên đi. Sát lên đường đi. Em có mong em có thích cái này không? Em có. Em có muốn không? Không có. Vậy á? Vậy thì sắp em rồi. Sắp bao giờ? 20.000 còn lâu, của em 20.000 còn lâu nha. Vâng. Và đây là anh Bốn nào. Anh Bốn đứng ở giữa kia bên cạnh 606 và sẽ nói gì với 606 nào? Không giơ cái áo muốn vậy. Ok, nào. Mọi người, đâu hết rồi, cả team đâu hết rồi. Nào, chờ lại chờ mình. Vào đi, vào đi. Chiến anh, anh em chiến anh đi. Anh em vào đâu hết rồi. Vào chiến anh nào. Đánh chết đâu anh đi. Bây giờ anh em đánh chết anh đi. Nào, không sợ đâu. Anh giết anh nào. Lôi lôi, muốn đâu một chân, muốn một chân. Muốn đâu một chân. Lôi về đi, lôi về anh cho con nách này luôn. Lôi về anh cho nách này luôn nha. Lôi về anh cho nách đi. Lôi về anh cho luôn. Nha, lôi về đi. Tạm biệt cách ơi. Tôi ấy ơi. ăn kem lấy kem hả? I keep so. Đang ngồi thế. mấy đứa bí tí nó chết chiêu ếch. Ok, đóng cửa vào đi nào. Làm lễ nhanh nhường chương chết thả nóng. Anh Sa, bây giờ anh như thế này nhé. Anh có một thử thách cho em. Em mà quay nổ cái máy này, anh sẽ mua một món quà tặng cho em. Như anh Sáu, mua tô, mua tô. Luôn. Cái này đúng không? Ôi trời, có màu ba caramel men. Vậy ông đó. Còn lo mới được nha. Quay mặt lên, cố lên. Cố lên anh ơi, cố lên, cố lên. Cái bật ra là ôi giời. Rồi, vỡ mồm đấy. Không có đâu, không được đâu. Gà đi.
Anh vắng. Đừng. Anh sắp. Chưa được, bình tĩnh. Làm sao được mà quay. Không được. Nào, để cho anh bốn đi. Để cho anh bốn mà quay nào. Quay ra xe. Đừng nghe nữa chứ văng anh bốn anh cũng tin được lắm mà. Anh bốn có vẻ cũng không quay được, quá phép rồi. Chưa cả xe đâu. Số sao ấy? Số. Yeah. Đánh bốn này, bốn chứ nào. Anh em ơi. Anh pha nhá, cẩn thận nhá, đừng em đừng thả côn nữa, phóng cái phát là chết luôn đấy. Bình tĩnh nhá. Hai anh em nhà này kết hợp thế nào? Ui kinh nhất. Ui. Yếu, không được. Đến đây chứ nào. Anh em có tin tưởng vào anh không? Không tin tưởng vào anh rồi. Ui. Buồn lắm luôn. Quay rồi. Mở cái này đúng không? Đúng rồi. Nào, đi đâu. Chạy nhau rồi mọi người ơi. Anh phá ngồi kìa. Ê! Mình nhắm mắt rồi quay nữa. Em có công chuyện là giữ ăn sống. Rồi để cho mọi người quay thế nào đó. Trông nhanh bắt tài xế mà còn vận chuyển về với Dubai chứ. Đây là xe là nhập khẩu vừa vận chuyển đi Dubai với lại phải về anh em ạ. Không kéo đó không? À, quay đi. Yeah. Anh Năm thế nào? Anh vào đứng lại, đánh anh Năm quay cho đây nào. Không quay nổi được. Ui, tay lại đi. Anh Năm này vùng đoàn bánh đá. Yeah. Anh bốn đi. Anh bốn triển khai. Anh bốn triển khai nào. Anh pha, phối hợp với anh bốn nhá. Hết ra. Tất cả mọi hết ra nhá. Cố lên. Tay em ấy. Tay nổi điêu. Cứ giảm ga đi vậy cho người ta không nổ được á. Em phải vít ga lên này, em vít cái này lên. Làm phát nữa, anh pha vít này lên này nhá. Nào, nhá, vừa vít cái đấy. Chờ bình vít để giữ vào trong tí nữa, nổ lên được anh vít nào.
Em ơi, thế là em được 30.000 chắc anh mua cho em quả xe này. Chơi luôn. Được quá. Chất đâu? Thôi thôi thôi, anh muốn rồi. Xe này chất thế nhỉ. Thôi thôi thôi, báo nhà đấy. Báo à? Báo đấy. Báo không? Anh lái không? Anh mua thì mua được ấy, nhưng mà đấy, nó không lái được vậy thì nó báo nhà. Mua đi là được. Nó đâm vào sập tường nhà người ta thì không phải là báo nhà à. Em đừng, em bỏ từ bỏ cái ý định ấy đi nhá. Không được mua xe này, được không? Tại sao em thích xe này? Nó hay. Nó hay á? Anh có thích không? Anh có thích. Bơi. xe này đi với chất xe của anh bỏ đi, không thua nhỉ? Đúng rồi, xe của Tha. Tha chạy xe này không? Ờ. Chạy được hết. Chạy được không? Đấy, còn không đổ rồi, còn chạy được. Cháu cháu là bịt mắt rồi lâu đấy. Ngồi sau từ nãy rồi. Không, vừa rồi đang rất là trầm tư và muốn đang nghe hít khói quen mấy nổi. Em biết không? Đấy, em sắp được trải qua những cái niềm vui sung sướng vô bờ bến. Đấy. Nên là em sẽ phải bình tĩnh tập cái cảm giác mà mình sẽ phải chờ đợi một chút, xong rồi lát nữa là chúng ta sẽ tận hưởng niềm vui đấy, em biết nhá. Ok nhá. Hello, chào anh em, mình là King San đây, cameraman mọi người ạ. Đấy, ngày hôm nay thì 707 nữa đang vắng nhà, nên là bọn mình có bao nhiêu người thì làm cái lễ bao nhiêu người. Yeah. Đấy mọi người nhá. Ui giời ơi, vừa rồi thì mình có một cái cuộc di cư từ Ả Rập Xê Út về tới đây nhé mọi người. Cái gì đấy? Rồi em bị tiền đình à? Mẹ thân tai. Mẹ thân tai về đây, mẹ thân tai về đây. Vừa rồi sung quá. Mày em ơi. Nào, về đây. Vâng, bây giờ thì bọn mình sẽ có một cái tiết mục khá là ấn tượng, khá là đặc biệt mọi người ạ. Đó chính là thực hiện lời hứa của anh 404. Chứ không các bạn bảo là đáng ra là bọn mình mấy hôm trước có sự cố ở bên kênh anh 400 Vlog, anh em theo dõi rồi đó. Thì chưa đủ tiền, anh 4 chưa đủ tiền để mà mua chiếc xe này đâu. Đấy, nhưng mà ngày hôm nay thì sau khi sự cố giải quyết xong thì anh 4 đã có đủ tiền để mua cái này. Anh 4 tháo khăn cho em nó đi. Anh Pha tháo khăn, anh em, nào vô. Anh Pha tháo bố. Mình thích không? Không, phải để tháo khăn trước. Tháo khăn trước. Dân chưa biết cái gì đâu. Đây để em rất cái thằng này cho. Đứng xa, đứng xa, đứng xa. Đứng xa, đứng xa. Nó nổ ấy. Nó nổ đó. Bom đấy. Làm sao rớt à? Rớt nào, rớt nào anh em ơi. Một chiếc xe giống của 707 tại vì là sáu hộ nó thích chiếc xe 707 em ạ. Nó thích màu này. Thấy chưa? Mọi người thế, mọi người vẫn quan tâm đến 6 chưa? Anh
Đẹp mà, cái chai này có lẽ thật là anh đang mơ đấy. Bao giờ có tiền anh cũng mua một cái. Sao ạ? Mày tại tại thế, thấy bậy quá mày cũng muốn mua quá à? Hả? Cái này rất tiếc, mình khóc quá. Mình cũng phải làm sao vậy? Mình cũng phải dỗi. Anh làm ra anh khóc đi anh ta. Không mà vui nè. Trời anh em ơi. Anh em. Chú anh đó. Năm mua. Năm mua. Anh mua. 44 là rỗi vậy thì ai mua? Rồi cuối cùng không biết thằng nào mua cho thằng nào nữa anh em ạ. Ông này ông đại gia lắm, tiền cái này ông ấy rỗi cả rồi, vậy thì chịu thôi. Ok, amazing. Đấy, giống giống thích xe này. Bởi hôm nay có nhà nên là nó cũng muốn đem xe đi, đáng nào có xe đi so sánh cả thì ok nhỉ. Con nơ nha mọi người nha. Đấy con nơ này. 7 thích an, 6 thích màu hồng. Đấy nơ. 6 thích chiếc xe này không? À 6. Quá hả? Vậy bây giờ thì em sẽ làm gì? Em gặp được chiếc xe này thì em có thích không? Và bây giờ thì em sẽ còn buồn như đợt trước nữa không? Hả? Hả? Không hả? Cái gì rách rách đây? Rồi sao? Ông đẹp đi. Sao đấy, sao đấy, nhìn sao đấy? Thích quá. Nhát cẩn thận chứ làm gì đồ đấy. Nhát à. Cẩn thận làm gì đồ đấy. Đặng đi. Không vừa. Cao quá, xấu gì. Đạp luôn, chơi luôn. Ôi, gì, gì, cho 6 đạp ra. Rồi không biết là đang nhân vật chính là ai nữa anh em ạ. Mình không biết là nhân vật chính là ai nữa, đội này đội kia nữa. Hôm nay mấy nó đi chơi rồi anh em, nó đi con xem màu trắng đi chơi rồi. Quanh đang đi quanh dưới con bé con trẻ. Đúng không? Đúng à, đúng à. Nhất em rồi đấy. Anh quay phim cho anh 4 nó được tặng chiếc xe đó. Nhà chật quá, còn mình hôm nay đang ở nhà tại vì ngoài trời nắng mọi người ạ. To như xe to như bánh bự chà bá luôn. Ý gì vậy, cái này là team mình là có một đôi xe này đấy chú ạ. Bảy con bảy có một chiếc mà. Một đôi rồi. Không có màu thôi. Cá tôi là thằng này nó thích, nó ăn va. Cái này mà đi ngoài đường hai đứa đi với nhau tưởng là đôi ra ấy. Xe đôi chứ. Xe đôi thế. Ô hôm nào 6-7 đi một chuyến xem rồi. Nào 6-7 đi một chuyến xem. Xong rồi mọi người có nhớ nhầm mọi người này đang yêu nhau không? Cái gì đấy? Mày láo láo rồi đấy. Kinh kinh. Anh rồi đi. Bếp nữa lại được tặng cái khác. Anh lấy xe này. Anh lấy xe này. Anh lấy xe này nhé. Anh lấy xe này. Xe của anh mà, đùa thôi. Nãy quay video chủ đùa thôi. Quay video đùa mà. Xe của anh mà. Cái gì vậy? Xe của anh đâu?
Rồi ok nào, để em để xem cảnh lát rồi thì đi test sau cái này đi, để xem mọi người biểu diễn á nhá. Không ai lấy của em đâu. Nào, chơi. Hôm nay là về bố việc rất là có xe rất quấn quýt. Có một cái bộ ảo thuật với anh ta. Sáu ơi, lát 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 rồi xem xe. Bây giờ xem văn nghệ nữa nào. Ảo thuật nhé mọi người. Chương trình văn nghệ của chúng ta. Nào. An Ma đã đứng đằng sau sân khấu luôn, quá là tuyệt vời. Em sử dụng phép thuật nào đấy? Phép thuật win, em có tin. Nào anh em mình làm sao bây giờ? Ờ. Đấy đó. Anh vẫn bảo em đây chứ. Đây, đây. Không, không, không được bùa vào chân. Bùa chân đến ngã chết. Bùng trên người thôi, bùng trên người thôi. Không biết à? Quay đi anh kia. Làm cho bà dế. Làm cho bà dế. Tiếp mục của anh Năm. Bà biết rồi, bà thắp ướp ai cập. Hai, ba. Sáu trả từ năm mà. Cái kéo qua đi. Qua đi, bắt phải đi. Mày quá. Đúng rồi đi. Áp 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 I'm
Yeah, bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của team nhá. Nhớ đăng ký kênh, follow rồi thì để lại comment và bình luận nhé. Bye bye mọi người. Yeah. Rồi, thằng này bắt đầu rồi anh em ạ. Sống sống bắt đầu anh em ạ. Toang rồi. Toang rồi. Sống sống bắt đầu rồi. Chết rồi. Toang rồi. Còn chết xong rồi. Cứu. Câu cứu. Anh em ơi, lên nào.